Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhanh Laptop Bạn Trọn Đời. Trong clip này thì Quyên sẽ mang lại cho những bạn nào mà của fan của ThinkPad thì sẽ được giới thiệu một con máy khá là bền nè và khá là hầm hố. Và trong cái thời điểm hiện tại của năm 2020 thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã kết thúc một năm rồi và chuẩn bị sang một năm mới với nhiều dự định mới. Và đặc biệt là khi mà sắp sửa kết thúc một năm rồi mà mình vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu của mình, hoặc là mình vẫn đang còn loay hoay để tìm một chiếc laptop. Ngày hôm nay Quyên sẽ mang lại cho mọi người chiếc laptop này. Chắc chắn là văn phòng cũng như là những bạn nào mà giải trí và thích những cái chiếc laptop màn hình to 15.6 inch thì đừng bỏ qua clip này nhé. Bạn đang tìm một cái chiếc laptop mà màn hình phải to để mình có thể làm việc thoải mái hơn. Nhiều bạn thì chỉ thích những chiếc laptop gọn nhẹ như 12.5 inch hoặc 13.3 inch. Tuy nhiên là có nhiều người thì lại thích những chiếc laptop mà màn hình rộng hơn, to hơn để mình cái không gian nhìn của mình nó sẽ được rõ ràng hơn. Và đặc biệt là chiếc Lenovo ThinkPad L540 này sở hữu màn hình là 15.6 inch và màn độ phân giải là HD cộng, mang lại cho mình được cái dải màu sắc chân thực, sống động và đặc biệt là không có bị hại mắt khi mà mình làm việc nhiều đối với những bạn nào thuộc team văn phòng. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy được là đối với cái bàn phím riêng về dòng ThinkPad thôi thì mình không có gì để nói về bàn phím cả, bởi vì thiết kế về bàn phím của những dòng ThinkPad khá là chất lượng, đặc biệt là bấm rất là nhạy nè các bạn. Và ở với chiếc laptop L540 này thì các bạn có thể nhìn thấy là có đầy đủ cả bàn phím số và chữ, mình có thể kết hợp với nhau, đặc biệt là cho những bạn nào mà làm kế toán thì sẽ có bàn phím số để mình có thể nhập liệu một cách chính xác hơn. Ở đây có một con chuột checkboard thì sẽ làm cho những cái thao tác văn phòng của mình nó sẽ nhanh hơn và rút gọn được cái hành trình phím hơn. Chiếc touchpad của Lenovo ThinkPad L540 này thì khá là mượt nè và nằm không có còn những cái nút chuột trái chuột phải mà nó ẩn luôn ở bên dưới của touchpad. Mình có thể thao tác trơn tru hơn mà không bị cản trở bởi những cái nút chuột trái phải. Sở hữu một thiết kế truyền thống của ThinkPad với tông đen lì vô cùng là bền bỉ bởi được làm từ sợi carbon và maya, chữ Y màu đỏ trên logo ThinkPad sẽ nhấp nháy khi mà máy đang ở trong trạng thái chờ. Với một hiệu năng ổn định, sở hữu chip là Intel Core i5, RAM 4GB và ổ cứng SSD 128GB, giúp máy có thể xử lý tốt các công việc văn phòng, làm việc online, học tập online, lướt web, xem phim đều rất là mượt mà. Âm thanh của máy thì phục vụ cho việc xem phim, nghe gọi, video khá là tốt, nghe nhạc, giải trí, loa được đặt ở dưới thân máy đủ để phát ra một cái âm thanh lấp đầy một căn phòng nhỏ. Hầu như là đầy đủ các cổng kết nối để phục vụ tốt cho công việc thì Lenovo ThinkPad L540 cũng trang bị đầy đủ các cổng kết nối như là cổng Vega, cổng Mini DisplayPort, một khe Express card, một cổng USB 3.0, 3 cổng USB 2.0, một ổ đĩa DVD, một khe SD và một jack tai nghe kèm theo mic và một cổng mạng LAN và cuối cùng là cổng sạc. Nhìn chung thì với thiết kế siêu bền được làm từ sợi carbon, vẻ ngoài đơn giản lịch lãm, chuẩn dòng ThinkPad, cấu hình thì khá là ổn định giúp máy xử lý tốt các công việc văn phòng, xem phim, lướt web. Trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều máy 15.6 inch cùng với phân khúc giá, mình có thể thoải mái mang đi mọi nơi. Giá thì quá là rẻ, chỉ hơn có 6 triệu đồng mà thôi. Một chiếc máy hoàn hảo cho mọi người cần máy để làm việc online, học tập online, làm văn phòng ở mức giá rẻ. Để mà thuận tiện tư vấn cho mọi người hoặc là mọi người cần tư vấn gì đó thì có thể
inbox cho Quyên hoặc là mình để lại thông tin ở bên dưới phần bình luận của video clip, hoặc là có thể gọi ngay cho Quyên vào số điện thoại là 0937117336 để Quyên có thể hỗ trợ trực tiếp cho mọi người. Ngoài ra thì với địa chỉ là rất là quen thuộc với mọi người là 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Nhân Laptop bảo hành trọn đời, thì bạn có thể ghé ngay cửa hàng để xem được những cái mẫu máy thích hợp, hoặc là mình tận tay tận mắt mình sờ thấy chiếc máy thì sẽ dễ dàng chọn cho các bạn hơn. Còn bây giờ thì Quyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người sang đầu năm mới nhé.